Kinh ngạc không? Cái này tìm thấy trên người của địch đấy. Lần này thì tôi nổi tiếng rồi. Xem ra chúng tôi là kẻ mù, kẻ địch thì khác. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Vốn dĩ Lưu Nhất Bình là người tiếp cận gần nhất với tử mật, nhưng hắn điên rồi. Trịnh Đương, cậu bảo bây giờ nên làm thế nào hả? Tử mật đúng là mật mã phức tạp giao hoàn nhất mà tôi từng tiếp cận. Không chỉ là ép cho Lưu Nhất Bình phát điên, tôi gần như cũng đã mất đi lòng tin. Đừng tìm nữa, đừng tìm nữa. Không phá được tử mật, chỗ tôi không có rượu cho cậu uống đâu. Rượu thì tôi uống chắc rồi. Tôi đã tìm được hy vọng, bởi vì tôi tìm được một người. Ai? Dung Kim Chân. Dung Kim Chân, ăn sáng đi. Dung Kim Chân. Dung Kim Chân, túi của tôi đâu? Túi nào? Cái túi mà tôi đeo trên cổ, tôi vẫn luôn đeo trên cổ, không thấy nó nữa. Hành lý của cậu đều đưa tới phòng bảo vệ rồi. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì sẽ trả lại cho cậu. Yên tâm đi, không mất được đâu. Tôi muốn túi của tôi, muốn bây giờ. Sao cậu lại vậy hả? Không phải đã nói rồi sao? Đưa tới phòng bảo vệ rồi. Sau khi kiểm tra hợp lệ thì sẽ trả lại cho cậu. Nghe rõ chưa? Tôi muốn túi của tôi. Theo như cậu nói, cậu ta đúng là một thiên tài ư? Trực giác của tôi thấy, nếu như lấy lĩnh vực số học để so sánh, trình độ của tôi là học sinh sơ trung, trình độ của cậu ta chính là giáo sư đại học. Tuyệt đỉnh vậy sao? Tôi coi trọng cậu ta giống như anh tin tưởng tôi vậy. Dung Kim Chân là hy vọng để giải được tử mật. Tốt. Lần huấn luyện đặc biệt này do Lôi Đình chịu trách nhiệm. Bởi vì có sự tham gia của Dung Kim Chân, cậu buộc phải tham gia toàn bộ quá trình. Ngọc không mài, không sáng. Tôi có điều kiện. Nói đi. Hai chai vodka. Năm chai. Dung Kim Chân. Dung Kim Chân. Nhanh lên có được không? Hôm nay là buổi tập trung đầu tiên của toàn thể học viên. Cậu định đến muộn đấy à? Em muốn túi của em. Báo cáo trưởng khoa An, trưởng phòng Lôi bảo anh lập tức tới đó. Tôi biết rồi. Vâng. Đợi đã. Đến phòng bảo vệ mang túi sách đến đây. Vâng. Bạn ơi. Chào. Tôi là Phan Sâm. Chào Phan Sâm. Tôi là Nghiêm Thực. Cậu học toán à? Không. Học trinh sát.
Tôi nghe nói có một thiên tài toán học tham gia tập huấn trình độ rất cao. Tôi có rất nhiều vấn đề muốn được bàn với cậu ấy. Cũng không biết cậu ấy học trường nào nhỉ? Ninh Đại. Ninh Đại, Đại học Ninh Châu đấy. Có câu này cậu nói đúng. Thằng nhóc đó thực sự là thiên tài. Nhưng nó cũng là em tôi. Nói đúng ra thì trưởng phòng Trịnh đến trường chúng ta đã ra một đề toán cực kỳ khó. Đề này khó đến nỗi một loạt giáo sư phải chịu thua. Nhưng tên nhóc đó, dưới sự chỉ đạo của tôi, đã giải đề này một cách ngon lành. Nói cho mấy người biết, thực ra người phát hiện tuyển cậu ta vào đây không phải là trưởng phòng Trịnh. Người phát hiện ra cậu ta là tôi đây. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Anh xem cho kỹ những tài liệu này đi. Vì những người này đều có sở trường, nhưng họ cũng có các vấn đề cá nhân. Họ có thể được vào Bắc Viện không? Đội 701 có thể dùng được họ hay không thì phải dựa vào quá trình tập huấn của chúng ta. Trưởng phòng Lôi, tôi cho rằng trong này có một người không thích hợp tham gia tập huấn. Ai thế? Các anh em, không phải tôi chém gió đâu. Chứ thằng em này của tôi có ba sở thích: ăn sủi cảo, giải đề toán, đếm kiến, giật cả mình. Cô ấy đến rồi. Ai chứ? Một người đẹp. Cách 38 mét về hướng đông nam. Đang thong thả đi đến chỗ chúng ta. Hai mươi mét. Mười lăm mét. Tám mươi ba cm. Sáu mươi cm. Tám mươi bảy cm. Vào. Người anh em. Được đấy nhỉ. Chỗ này cũng nghe ra được. Xin cảm ơn. Thực ra sáng nay tôi thấy cô ấy chạy bộ trong sân tập rồi. Giỏi lắm. Đồng chí Trác Lị, trông thế là nhớ, trí nhớ siêu tốt, nhân tài rất hiếm có. Vì sao cô ấy không phù hợp tham gia huấn luyện? Tôi thấy mục đích cô ấy vào đội 701 không đơn giản. Anh nói xem. Là thế này. Chuyện này có liên quan đến tôi. Tổng cộng cô ấy đã viết cho anh 108 bức thư tình. Tôi đoán mục đích cô ấy đến đây nhất định là có liên quan đến những bức thư này. Người ở đội 701 không có bí mật.
Mỗi bức thư được gửi đến hộp thư số 316 đều được tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng tôi không hề trả lời cô ấy dù chỉ là một bức thư. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi đồng ý giữ cô ấy lại. An Năng, tôi biết anh là người có kỷ luật nghiêm khắc, rất biết cách dùng người. Trác Lị được tuyển vào nhờ bản lĩnh của cô ấy. Tôi tin anh nhất định sẽ không đem tình cảm cá nhân làm dính líu đến công việc. Đúng chứ? Vâng. Xin hỏi cô tên là gì? Trác Lị. Chào Trác Lị. Sáng nay tôi thấy cô ở sân tập, trùng hợp nhặt được một chiếc bút máy. Của cô có phải không? Tôi có đối tượng rồi. Không thích hợp nhỉ? Theo tôi biết thì quy định là học viên không được yêu. Muốn tìm thì phải tìm người trong nội bộ. Tôi nói lần nữa, tôi có đối tượng rồi. Được thôi, tôi thừa nhận. Tôi muốn tìm cớ để làm quen với cô. Mạnh Tiểu Vân. Được rồi, giờ quen biết rồi, anh có thể đi. Cô ấy bảo cậu đi đi. Nghe nói Trịnh Dương đi đường gặp phải phục kích, chỉ kinh sợ chút thôi, anh ấy đã trở về an toàn rồi. Trưởng phòng Trịnh. Cảm ơn trưởng phòng Lôi quan tâm, tôi vẫn ổn. Hai lãnh đạo, anh chị nói chuyện đi ạ. Dung Kim Trân, sao vẫn chưa ra vậy? Có chuyện gì thế? Mau ra đây đi. Ngày mưa chân có đau không? Nghe nói thuốc này dùng được, thử xem. Cảm ơn. Uống thuốc của cô, tôi nghĩ chân tôi không chỉ ngày mưa sẽ không đau, mà tôi còn có thể sớm ngày chạy băng như ngựa. Thôi đi. Có chuyện này muốn nhờ cô. Có lần nào anh đến mà không có chuyện muốn nhờ tôi đâu? Có phải là vì chuyện tập huấn cho người mới không? Người hiểu tôi chỉ có trưởng phòng Lôi. Đối với việc tập huấn cho người mới lần này, tôi nghĩ miễn bàn. Lần nào 701 tập huấn cho người mới đều là do tôi phụ trách. Anh còn muốn tranh chức sĩ quan huấn luyện chính của tôi à? Cô xem cô lần nào cũng không nghe người ta nói hết. Ai thèm tranh với cô? Tôi đang định giới thiệu một người cho cô. Là người ở chỗ cô luôn đấy. Tôi nghĩ như thế này. Chúng ta đến 701 cũng đã rất lâu rồi, cũng không còn trẻ nữa. Có một số cơ hội nên dành cho đám thanh niên rèn luyện thêm. Tôi cảm thấy An Năng rất được. Cậu ta có thể đảm đương được. Vốn ra anh không nói, tôi còn định cho cậu ta làm sĩ quan huấn luyện chính thật. Nhưng anh lại dám chê tôi già. Thì tôi phải cho anh biết thế nào là tuổi già trí càng cao. Lần huấn luyện này tôi vẫn cứ làm sĩ quan huấn luyện chính đấy. Tôi phải cho anh xem khúc xương già này còn có làm được nữa hay không.
Người anh em, cậu cũng nhanh tay thật đấy. Đến tên của người ta cậu còn chưa biết mà đã định tiếp cận rồi. Cậu đúng là không biết ngượng. Không thì thế này đi, cậu đưa tôi cái bút máy đó, dù sao tôi cũng không ngại. Lượn đi. Còn thái độ với tôi hả? Cái bút đó là đồ cậu ăn trộm chứ gì? Bảo ai ăn trộm hả? Còn nói nữa tôi đập cậu đấy. Nói thế thì sao nào? Cậu bảo ai là ăn trộm? Tôi bảo cậu đấy. Nói lần nữa xem. Tôi bảo cậu là trộm vặt. Cậu nói lần nữa xem. Đánh tôi hả? Đánh thật. Nào, xông vào đi. Thôi thôi. Thôi thôi. Có giỏi thì đánh xem nào. Tôi đánh. Tôi đánh đấy. Đánh tôi đúng không? Đánh cậu thì làm sao? Đánh cậu thì làm sao? Đánh vào đây này. Đánh vào đây này. Được đấy. Luyện rồi đấy. Hay đấy nhóc. Đợi đấy. Hôm nay tôi sẽ lột sạch quần áo của cậu. Tới đây. Dừng lại. Cậu tên là gì? Báo cáo, tôi là Triệu Kỳ Vinh. Còn cậu? Báo cáo, tôi là Mạnh Tiểu Vân. Ngồi xuống. Vâng. Được lắm. Mới ngày đầu tiên đã đánh nhau ngay trước mặt tôi. Xem ra các cậu chưa biết chỗ các cậu đến là nơi nào rồi. Trưởng Khoa An, thứ anh cần tôi lấy từ phòng bảo vệ về cho anh rồi đây. Ừ. Dung Kim Chân, túi của cậu đây rồi. Dung Kim Chân, tôi xin cậu đấy. Đến muộn rồi đấy. Tất cả mọi người đều đang đợi cậu. Nhanh lên đi có được không? Trong túi cậu ta có cái gì thế? Ba tháng sắp tới, mọi người sẽ tiếp nhận giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và học hỏi nghiệp vụ ngay trong cơ địa này, trở thành một thành viên của 701 thực thụ. Ngoài cửa sổ kia, cách một ngọn núi, chính là Bắc Viện của 701, cũng chính là nơi làm việc và học tập của nhân viên tuyến A 701, và cũng là trái tim của 701. Cách với Bắc Viện một con núi, chính là Nam Viện của 701, chủ yếu phụ trách bảo hiểm hậu cần và cung cấp sinh hoạt. 3 tháng sau, những người đã thông qua khảo hạch sẽ được vào Bắc Viện. Số bị loại sẽ ở lại Nam Viện, trở thành nhân viên hậu cần. Đã rõ chưa? Rõ. Kể từ lúc này, bất luận là sinh hoạt hay học tập, từng chi tiết trong cuộc sống của mọi người đều sẽ trở thành tiêu chuẩn khảo hạch chúng tôi dành cho mọi người. Cũng là cơ hội duy nhất để mọi người vào được Bắc Viện. Có phải là còn thiếu một người không? Báo cáo, giáo quan An đã đi dục rồi ạ. Báo cáo. Tôi giới thiệu với mọi người một chút. Vị này chính là sĩ quan huấn luyện chính của mọi người trong đợt này, An Năng. Sau này, việc bố trí tiết học và huấn luyện cho mọi người sẽ do anh ấy phụ trách chính.
Chào mọi người. Tôi cũng giới thiệu cho mọi người một học viên mới. Dung Kim Chân, vào đây đi. Mọi người vỗ tay. Mọi người hoan nghênh. Kể từ hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ có một cái hòm nhỏ thuộc về riêng mình. Trong chiếc hòm này sẽ được đựng phần thưởng, huân chương, di vật và di thư của mọi người. Mỗi lần trước khi thi hành nhiệm vụ, mọi người đều sẽ bỏ bức di thư mới nhất của mình vào trong này. Nghe có vẻ đột ngột quá nhỉ? Lần đầu tiên tôi đứng ở đây nghe được những lời này. Phản ứng của tôi cũng giống như mọi người. Thậm chí tôi đã không thể ngủ mấy ngày. Thường thì ở độ tuổi của mọi người, chỉ nên suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để viết được bức thư tình hay nhất, chứ không phải di thư. Nhưng tôi phải cho mọi người biết, vì có chiếc hòm này mà mọi người sẽ trở nên khác với người thường. Tuổi thanh xuân của mọi người sẽ trở nên vinh quang vô thường. Chiếc hòm tuy nhỏ, nhưng nó lại tràn đầy trọng trách, sứ mệnh và cả ước mơ. Vì vinh quang và ước mơ đó, tôi rất lấy làm tiếc phải nói với mọi người. Mọi người sẽ phải bỏ ra mồ hôi, nước mắt, thậm chí là sinh mạng mà người thường khó về tương. Có thể mọi người vẫn chưa thực sự hiểu được những lời tôi vừa nói. Nhưng sẽ có một ngày, khi mọi người đích thân nếm trải thử thách sinh tử ẩn náu ngoài chiến tuyến, thì mọi người sẽ hiểu chiếc hòm nhỏ này rốt cuộc có ý nghĩa gì với sinh mạng của mọi người. Nói hay lắm. Chào viện trưởng. Các đồng chí, tôi là Cao Thiết. Hoan nghênh các vị gia nhập 701. Tôi xuất thân là người cầm binh đánh trận, tính khí rắn, nói chuyện cũng không dễ nghe như giáo quan An của mấy người. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mấy người, cánh cửa 701 dễ vào nhưng không dễ ra. Kể từ nay mọi người bước vào đây thì sống là người của 701, chết cũng phải làm liệt sĩ của 701. Đã rõ chưa? Rõ. Hàn Băng, có, đi theo tôi. Đây là chiếc hòm mật của cha cậu. Bây giờ tôi giao lại chìa khóa cho cậu. Hy vọng cậu hãy kế thừa chí nguyện của ông ấy. Tôi thay mặt 701 chí kính cậu.
Quế Lan, mẹ ơi dậy đi. Quế Lan, mẹ ơi dậy đi. Em tỉnh lại đi. Mẹ, dậy đi mà. Tại sao thầy không viết thư hồi âm cho em? Tôi đã nói, tôi bận việc, không rảnh. Em có thời gian viết, sao thầy không có thời gian viết hồi âm? Đó là việc của em. Được rồi. Có hồi âm hay không là việc của thầy, nhưng có viết hay không là việc của em. Tóm lại, em sẽ tiếp tục viết thư gửi cho thầy. Đây, cho thầy này. Thế là sao? Tôi đã nói, tôi sẽ không viết hồi âm cho em. Ai nói với thầy đây là thư? Di thư đấy. Của em. Quên mất, ban nãy thầy ăn nói hiên ngang khí phách lắm mà. Thầy đã nói vào 701 thì phải để lại di thư trong hòm bảo mật mà. Em nghĩ mãi, tóm lại em mà chết, di thư cũng là để lại cho thầy. Để trong hòm sắt phiền lắm, mang thẳng cho thầy còn hơn. Hay là giờ thầy bóc ra xem đi. Tốt nhất là đừng có đùa chuyện này. Mang về, xé thì xé, vứt thì vứt, sau đó viết lại một bức di thư mới, bỏ vào thùng sắt, để lại cho người thân của em. Thế di thư của thầy cho ai vậy? Người thân nhất của thầy là ai?
Không liên quan tới em. Giáo quan An, Dung Kim Chân, có chuyện gì? Thầy có rảnh không? Thầy không rảnh. Tôi rảnh. Tôi nói thầy không rảnh. Nhưng giáo quan An nói là thầy rảnh mà. Xin lỗi, tránh đường cho tôi. Cảm ơn. Chắc Lị, đóng cửa vào. Tìm tôi có việc gì? Dùng kim chân. Đúng là đồ mắt mù. Dễ ghét. Em không muốn viết di thư. Bởi vì em không muốn chết. Em muốn về nhà. Em xin thầy bây giờ hãy đưa em về nhà đi. Dung Kim Chân, cậu vừa mới rời khỏi nhà, khó tránh khỏi thấy nhớ nhà. Đó là điều rất bình thường. Nhưng tôi đảm bảo với em, tập huấn mấy tháng nữa, em sẽ hòa đồng với đại gia đình 701. Lúc ấy có đuổi em đi, em cũng không muốn đi. Nhưng bây giờ em muốn về nhà. Sao hả? Định đào ngũ à? Trưởng phòng Trịnh rất quý cậu, còn mong cậu vào Bắc Viện đấy. Em đã tính rồi, em có xác suất 96,5% sẽ vào Nam Viện. Nhưng mà em... Cậu nói cái gì? Bao nhiêu phần trăm cơ? 96,5%. Xác suất 96,5% sẽ vào Nam Viện. Làm sao cậu lại biết? Sắp xếp lịch học và sắp xếp thời gian em đã xem rồi. Mấy cái cột đánh dấu đỏ này em không biết được. Em tính rồi. Thời gian 3 tháng là 91 ngày cũng tức là 2.184 giờ, 131.040 phút, 7.862.400 giây, trừ đi thời gian ăn cơm, ngủ nghỉ, đi học, còn lại là 3.931.200 giây đồng hồ. Thời gian trung bình để em học được một môn là 1.296.000 giây đồng hồ. Thế nên em có xác suất 96,5% sẽ không vượt qua sát hạch được. Em sẽ vào Nam Viện. Dung Kim Chân, con số này làm sao cậu tính ra được? Cứ tính là ra thôi mà. Thành tích tập huấn không chỉ dựa vào con số mà tính ra, còn có nhiều nhân tố khác, chẳng hạn như những tài năng bẩm sinh, tinh thần nghị lực của họ. Không có gì tuyệt đối cả. Em biết mà, những gì thầy nói em đã nghĩ tới cả rồi. Nhưng bao nhiêu môn thế này em chẳng biết môn nào cả. Xác suất em bị loại chắc chắn không dưới 96,5%. Dung Kim Chân, cho dù là cậu tính đúng hết, đó không phải là vẫn còn 3,5% hy vọng sao? Vì muốn tranh được 3,5% hy vọng này, cậu cũng phải nỗ lực cho tốt. Tôi giúp cậu.
Theo như quy định của phòng 701, trong vòng 3 tháng tiếp theo, đầu tiên mọi người phải tiếp nhận huấn luyện về mặt thể chất. Tiếp theo đó mới là bồi dưỡng về mặt nghiệp vụ chuyên môn. Hôm nay là bài học đầu tiên, bài học vật tự do. Do Dương giáo quan, Đinh giáo quan sẽ hướng dẫn mọi người luyện tập. Mọi người hoan nghênh. Chào mọi người. Hôm nay đầu tiên tôi sẽ dạy mọi người vật qua vai, còn gọi là vật qua lưng. Nó là một chiêu thức trong các kỹ thuật tấn công, cũng là một loại kỹ thuật tương đối cao trong nhu đạo. Tiếp đây, chúng tôi sẽ thị phạm cho mọi người. Chuẩn bị. 1 2. Mọi người chú ý vị trí phát lực, đừng có dùng quá nhiều lực. Mấu chốt là góc độ. Chú ý góc độ. 3. Mọi người bắt đầu tập luyện. Nghiêm. Quay sang trái, sang phải. Mọi người chuẩn bị. Bắt đầu. Báo cáo giáo quan. Nói, liệu tôi có thể không cùng đội với cô ấy không? Sao hả? Cô giáo tôi bảo không được đánh phụ nữ. Không sao, đây chỉ là huấn luyện. Mọi người phối hợp lẫn nhau sẽ không bị thương đâu. Nhưng mà cô ta, tôi sợ. Dừng. Dung Kim Chân, không sao chứ? Sao vậy hả? Xin lỗi, có phải là tôi ra tay quá nặng không? Dung Kim Chân. Dung Kim Chân, mau đi gọi bác sĩ. Rõ. Trịnh Đường, anh là chân bị thương, chuyển lên đầu bị thương rồi à? Gọi ai vào đội thế hả? Ngã một cái là khóc. Còn là đàn ông không hả? Bây giờ cả phòng 701 đã đồn khắp lên rồi. Lớp học của chúng ta có phải lớp huấn luyện đặc biệt đâu. Tôi thấy sắp thành lớp mẫu giáo rồi. Thằng bé này thể lực kém, vừa bắt đầu lúc huấn luyện sẽ không thích ứng được là rất bình thường. Tôi tin rằng dưới sự huấn luyện nghiêm khắc, cậu ta sẽ mau chóng trưởng thành thôi. Được thôi. Bài huấn luyện phía sau càng lúc càng khó, hắn sẽ khóc thôi.